những nhà phân phối nào muốn liên hệ hợp tác đầu tư ở mức Diamond, điều đầu tiên thì sẽ được nhận một gói truyền thông được tài trợ hình ảnh bởi KNC trong vòng 1 năm. Và tiếp đến sẽ là nhận một phần quà, đó chính là một đến từ thương hiệu thời trang Bin by Pierre. Don't forget to be yourself. Bin by Pierre cũng như là PA Agency là một trong những hệ sinh thái của F, và chúng tôi mong rằng với hệ sinh thái của mình, chúng tôi có thể gia tăng thêm giá trị của tất cả những nhà đầu tư khi họ tin tưởng tới F ạ. Và như vậy thì xin được phép mời nhà đầu tư vàng Hồng Ân có thể đại diện để chia sẻ đôi lời. Đức Duy ơi, còn một cái bật mí nho nhỏ nữa, đó là về cái những cái phần quà mà Kia vừa chia sẻ ở trên, đó đến từ Kia thôi, chỉ mới đến từ Kia và Kia Agency cũng như là Dream by Kia. Bởi vì Kia biết là khi mà hợp tác thì cái thế mạnh lớn nhất và cái nhu cầu lớn nhất của những nhà đầu tư đó chính là được xây dựng hình ảnh, và không còn tuyệt vời hơn nếu các bạn đặt niềm tin ở kia. Và bên cạnh đó thì FS Spray có một cái món quà rất đặc biệt dành cho nhà phân phối Diamond ngay trong đêm ngày hôm nay, đó chính là chiếc nhẫn kim cương trị giá 200 triệu ạ. Và đón xem ai sẽ nhận được cái món quà ngày hôm nay. Nhưng mà có lẽ trước khi mà mình chờ đợi điều đó thì mình cũng nên lắng nghe những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ của hai nhà đầu tư rất là ưu tú hôm nay có được đúng không ạ? Nhưng mà trước hết là chắc xin mời Thị Giang có thể chia sẻ được cái cảm xúc của mình khi có mặt ở đây ngày hôm nay và đồng hành với F không ạ? Trước tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị có mặt ở đây ạ. Em xin giới thiệu về bản thân một chút ạ. Em tên là Lan ạ, em sinh năm 97 ạ, em đến từ Nghệ An ạ. Hiện tại thì công việc của em cũng là đang kinh doanh thời trang cũng được 6 năm rồi ạ. Em có đam mê, thế là khi mà em trước tiên mà đến hợp tác với F thì em có theo dõi tập đoàn của Tingo. Và khi mà Tingo bắt đầu giới thiệu qua cái sản phẩm nước hoa này á, F ạ, là em đã nhìn thấy, cảm thấy thích rồi ạ, thấy tin tưởng và em đã quyết định hợp tác luôn ạ. Dạ, có một điều rất là tự hào, đó là ngày hôm nay đến với chúng tôi cũng có những nhà đầu tư rất là gọi là lớn, đó là những anh chị đến từ Good Tingo ạ. Cảm ơn các anh chị hôm nay cũng đã dành sự ủng hộ cho tụi em rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị Trang. Rồi, xin mời chị chia sẻ với chị Hồng Ân ạ. Xin chào tất cả mọi người có mặt tại đây. Giờ lên đây run quá cũng chẳng biết nói gì hết. Với vừa được nhận vàng, cảm giác rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thì thật sự là được vinh dự được mời đến cái sự kiện của Bộ Ba. Thì lần đầu tiên là rất là vui và cảm thấy mình thật sự là có một chút gì đó, một chút gì tự hào là mình đã lựa chọn đúng. Rõ ràng là từ đầu đã đồng hành cùng GE, không phải chỉ sản phẩm bây giờ, mà là trước đó là đã có 200 triệu. Lại một lần nữa, xin được trao kính hình chương cho chị Ân ạ. Và món quà đặc biệt kia, xin mời kia. Chúng ta xin một tràng pháo tay dành cho nhà phân phối đây trong chuyến thăm ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Và ngay phút này đây thì không còn gì thích hợp hơn là tất cả mọi người ơi, chúng ta có thể cùng nâng ly để chúc mừng cho buổi ra mắt Express Spray thành công, được không ạ? Mọi người đã cầm ly chưa ạ? Yeah, nãy giờ là quá nhiều thông tin rồi đúng không ạ? Quá nhiều sự chia sẻ. Và thực sự cảm ơn mọi người đến đây ngày hôm nay. Và đây là sự khoảnh khắc chúng ta hãy cùng nâng ly với nhau. Mọi người có ly ở trên bàn chưa ạ? Hết nữa hả? Hết nữa hả? Yêu ơi, ngay ở đây thôi, khi chúng ta up the party thì Johnny Walker sẽ serve đủ cho tất cả mọi người. Chắc chắn chúng ta còn sẽ rất là nhiều những cái rượu mạnh đang chờ đón mọi người, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ là Feel in the Club cùng với FS Spray. 1, 2, 3, yeah! Chúc mừng cho FS Spray, chúc mừng cho Kiều Lê, Thiên Lê Nguyễn và Linh Hương. Và xin được cảm ơn các nhà đầu tư. Xin mời mọi người sẽ trở lại vị trí khán đài để chúng ta có thể
yêu nữa, đúng không ạ? Mà mình đi club mà mình ngồi như vậy làm sao mình có thể chạy hội được à? Mọi người cũng vậy nào, yeah.